Mình tên là Lê Công Duy và hôm nay mình đã làm được một chiếc đèn thông minh cùng với sự trợ giúp của thầy và các cô. Chiếc đồng hồ này khi trời sáng thì nó sẽ tắt và khi trời tối thì nó sẽ bật lên. Nguyên lý hoạt động của chiếc đèn này dùng quang trở, điện trở và trang và một cái trang sức to. Hoạt động của nó thế nào em? Quang trở có thể nhận biết trời sáng và trời tối. Khi trời sáng thì điện trở của nó sẽ giảm đi và nó sẽ tiêu thụ năng lượng và không thể bật được công tắc. Nhưng khi trời tối thì nó sẽ điện trở của nó sẽ tăng lên rất nhiều và công tắc sẽ được bật lên, chiếc đèn sẽ sáng. Thiếu một phần là năng lượng còn lại chứ. Năng lượng còn em có thể demo cho các bạn xem giúp thầy không? Còn transistor có thể dùng để làm một chiếc công tắc hoặc là một để khuếch đại một thứ để có thể dùng để khuếch đại tín hiệu. Ok, rất là tuyệt vời, cả lớp cho các bạn một tràng pháo tay đi. Bạn nào thế nào?